Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Nhân có buổi đưa 2 cây Case 1 Bluetooth đi đến Bình Phước cho anh khách đã tin tưởng và ủng hộ hãng đàn Kết Men, thì hôm nay team sẽ gửi các bạn một video review nhanh về các quy trình đóng gói đàn piano điện trước khi giao tới khách hàng tại showroom Điện Biên Phủ. Nào bắt đầu video thôi. Hai cây Case 1 Bluetooth đã được team mang ra. Thông tin hấp dẫn về Case 1 Bluetooth sẽ được mình mang đến cho anh em. Case 1 Bluetooth với 88.5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đá âm 128, polyphony và 20 âm sắc, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại và máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, và nhiều chức năng luôn có trên những cây piano cao cấp đến từ nhà Kết Men như là metronome đếm nhịp, slide mode chia bằng phím, Trinova trộn tiếng, Espo tăng giảm tông, kết nối không dây qua các app học nhạc như là Timely Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm dây cáp mà bạn phải dùng. Đàn có 3 màu là trắng, đen, nâu gỗ cho các bạn lựa chọn. Khi đến với Minh Phụng Music, ngoài sản phẩm chất lượng, bạn còn được bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc chuẩn bị đàn và quà tặng rồi, tiến hành thôi. Đầu tiên, quà tặng là ghế piano sẽ được quấn ni lông toàn bộ, tránh chảy xước. Tiếp đến, từng cây piano điện sẽ được bọc ni lông nhiều lớp, tất cả các phía để không bị ẩm ướt do trời mưa. Xe tải đến rồi, cửa xe đã được mở ra. Theo chân bạn nhân viên mang đàn vào xe nhé. Đàn chỉ nặng chưa đến 40kg nên rất dễ dàng để mang vác. Khi vận chuyển ra xe, piano được đưa vô phía bên trong một cách cẩn thận và chậm rãi và canh chỉnh kỹ càng trước khi mang cây đàn thứ hai. Và đây, cây piano cuối cùng của chuyến đi đang được đem ra xe. Với sự chuyên nghiệp và lành nghề của đội ngũ, thì việc này diễn ra dễ dàng và vô cùng nhanh chóng. Đàn và quà tặng đã đầy đủ rồi. Đóng cửa xe để lên đường thôi nào. Đấy là buổi chuẩn bị đàn đi đến Bình Phước đảo hàng tốt. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.